Khoan, chị chưa có dưỡng da. Lấy chị đi để mất công nó khô da nè, lạnh quá. Không có mấy cấp nha. Nói chung là bây giờ là giây phút chúng ta relax, cho nên là Kim Anh không ôi dân có tiền hay không có tiền cũng có thể nướng BBQ được mà mọi người, đâu có nhất thiết là phải có tiền mới nướng được đâu trời. Trời lạnh là cả nhà mình phải dưỡng nha, phải dưỡng da thì cái da mình nó mới đẹp. Hôm nay mèo về trảng bàn hát trễ không xem được. À, đi trễ cho nên không xem được hả? Đó, trời lạnh vậy chỉ cần hủ relax night hoặc detox là xong. Yes. Đúng rồi, Kim Anh không có make up nè. Hỏi Kim Anh có đánh phấn không? Nè, Kim Anh không có đánh phấn nha. Cái này là da thiệt của Kim Anh, không có đánh phấn nha. Nha, nè. Không có đánh phấn nha. À, không có đánh phấn. Nhớ nha. Hồi nãy Kim Anh chỉ có sử dụng cái chống nhăn chống thâm vùng mắt với lại cái Relax Night thôi. Đây là cái Relax Night, nó là dưỡng trắng và làm cho săn cái cơ mặt của mình nó lên. Các bạn thấy cái cơ mặt của Kim Anh không? Nó săn rõ rệt không? Nó rất là săn bởi vì mình phải sử dụng thường xuyên. Kim Anh sử dụng cái này mấy năm rồi. Đó là Kim Anh là chỉ có sử dụng kem của bên Kim Anh thôi. Kim Anh bán gì thì Kim Anh dùng cái đó. Làm lại một cái nữa cho mọi người coi nha, nãy giờ quánh hai lần rồi đó. Đây nè. Nè, không đánh phấn nha, không đánh phấn nè, cái da của Kim Anh nè. Không đánh phấn. Nhưng mà cái cream này nè, cái cream Relax Night này nè, nó sẽ làm cho các bạn, cái da của các bạn, nhất là nơi xứ lạnh á, là tuyệt diệu luôn. Nè. Nó vừa dưỡng chất, vừa giữ ẩm mà trắng da, cũng như là nó cải thiện nám nha, cải thiện chứ không có điều trị nha các bạn. Thì nó cải thiện nám và nó làm cho cái da của các bạn á nó căng như thế này. Nó căng mà nó săn. Thì nó giống như một cái dạng mặt nạ ngủ vậy á các bạn. Khi mà các bạn sử dụng lên á, rửa mặt thật sạch. Khi mà nếu mà make up á thì các bạn sẽ tẩy trang, sau đó thì các bạn sử dụng cái Relax Night và cái kem chống nhăn, serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này nè, là sẽ cái vùng mắt này của các bạn á, nó không bị thâm mà nó cũng không bị nhăn vùng mắt, thì cái mắt của các bạn và cái da của các bạn nó sẽ trẻ hóa vô cùng. Nhớ nha, đây là một bộ đôi ban đêm trước khi đi ngủ. Thì Kim Anh hồi nãy tắm xong chưa có ấy, mọi mấy đứa này nó hối ra ngoài này quá, cái chạy ra ngoài này vừa livestream vừa xài cho các bạn coi luôn nhé.